9 giờ sáng ngày 13 tháng 11, một thanh niên đi vào hẻm 88 quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, bắt trộm một chú chó đang đứng bên hiên nhà rồi lên xe tẩu thoát cùng đồng bọn. Vụ việc diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi và được camera an ninh ghi lại. Mới quay đi quay lại khoảng 5 phút đồng hồ à. Tại vì con bé thợ em là nó ngồi ở trong tiệm nè, là nó đang ngồi nó dọn dẹp á, là mà cái con chó nhà em là nó lặn ngồi ngay thềm luôn, chứ nó không có ra ngoài đường. Mà nó lại ngay thềm, nó ôm chó đi cái một luôn. Em nghĩ là nó để ý mấy ngày rồi, tại vì sáng nào cũng cho tụi nó đi vệ sinh giờ đó hết á. Hai người này đi cái dáng người giống như kiểu, cho em nghĩ là chắc cũng có dân nghiện ngập á, nhìn người ấy với lại đi cái xe độ. Em có hỏi thăm rồi thì cái biển số xe đó là biển số xe giả. Em thấy không thể mà tha thứ được cho tụi nó thiệt. Mình nuôi nó, em coi nó như con vậy, em đi kiếm em khóc từ sáng giờ luôn á. Em coi nó như con nhưng mà nó bắt như đó. Đó là cũng phải 10 triệu đổ lại đó, phải 8-9 triệu thôi. Tại vì con chó đó em nuôi nó, em cho nó, em nuôi nó, chăm sóc nó kỹ lắm. Mấy con chó này lúc mà em mới mua nó là lúc nó được 2 tháng là em đã mua 6 triệu rồi. Hiện nạn nhân đã trình báo công an để truy bắt nghi can, hy vọng tìm lại được vật nuôi của mình.